Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ dạy các bạn là các hàm về thống kê. Đó là về tính trung bình, cao nhất và thấp nhất. Thì các bạn thấy là đây là những hàm không thể thiếu trong việc thống kê số liệu đúng không ạ? Thì trước tiên là chúng ta sẽ có một bảng dữ liệu đã được nhập liệu và tính tổng xong rồi. Và yêu cầu của chúng ta bây giờ chỉ là tính giá trị trung bình cho lương, thưởng, phụ cấp và thực lĩnh. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, chúng ta đưa con trỏ về ô cần gõ công thức bằng hàm tính trung bình là Everest. Đó. Mở ngoặc. Các bạn sẽ kéo vùng dữ liệu mà các bạn muốn tính trung bình. Xong thì các bạn gõ đóng ngoặc Enter. Và các bạn sẽ copy công thức cho các ô bên cạnh. Hàm tính trung bình thì nó chỉ có tên hàm là nó khác so với hàm sum, thì còn cách tính thì nó làm tương tự. Và hàm max là sẽ lấy cho giá trị cao nhất. Đó. Chúng ta sẽ dịch từ tiếng Anh sang đúng không ạ? Max giá trị lớn nhất, mở ngoặc, và chúng ta cũng sẽ lấy vùng giá trị mà chúng ta cần lấy giá trị lớn nhất, đóng ngoặc Enter. Ở đây chúng ta kiểm tra thử đúng không ạ, 9.3 là lớn nhất, và copy công thức cho các ô bên cạnh. Thấp nhất là min bằng min, mở ngoặc, kéo vùng dữ liệu, đóng ngoặc Enter. Đấy, các bạn cũng sẽ copy công thức cho các ô bên cạnh. Thì ngoài ra thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là một cách làm khác đi một chút. Đấy là ví dụ như là giữa vùng dữ liệu của chúng ta có một cái dòng trống, và đây chúng ta sẽ nhập là ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có là phòng số 1 chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ ghi là phòng số 1. Ở đây là của phòng số 2. Thì các bạn thấy công thức đó, nó sẽ bị nhảy đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Tôi sẽ hướng cách làm như sau. Làm từ tổng cộng cho đến trung bình, cao nhất, thấp nhất. Thì các bạn sẽ gõ lại công thức là bằng hàm tính tổng ạ, sum, mở ngoặc. Các bạn kéo vùng dữ liệu thứ nhất, phẩy, vùng dữ liệu thứ hai. Đó, các bạn thấy là ở đây tôi sẽ bỏ qua cái ô ghi chú của phòng 1 và tổ 1 hoặc tổ 2 đúng không ạ? Đó, Enter, đóng ngoặc, Enter. Đó, sau đó tôi sẽ kéo công thức sang bên cạnh. Tương tự bên dưới cũng vậy. Tôi sẽ ấn F2 sửa công thức cho nhanh. F2. Vùng dữ liệu thứ nhất, các bạn kéo phẩy. Vùng dữ liệu thứ hai, hoặc các bạn gọi N vùng dữ liệu thì các bạn cứ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. Đó, Enter. Tương tự chúng ta sẽ áp dụng làm như vậy cho hàm max và hàm min. Các bạn thấy giá trị hàm min ở đây là chúng ta đang có là từ ô D5 đến 11 là có giá trị cái số tổ 2 này là thành giá trị nhỏ nhất đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm lại, phẩy giá trị thứ hai, đóng ngoặc Enter. Đó, đã trả được về kết quả đúng đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý là không phải nhất thiết chúng ta lúc nào cũng có vùng dữ liệu liền nhau, thì chúng ta sẽ có thể có vùng dữ liệu bị ngắt quãng, thì chúng ta sử dụng dấu phẩy để chúng ta ghép các vùng dữ liệu lại. Và các bạn lưu ý là cố gắng thực hành thật nhiều để chúng ta
làm việc một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo.